trước khi bắt đầu đi vào 3 ngày của phiên chất vấn từ ngày 13 đến 15 tháng 6. Báo chí trong nước loan tin cho biết Formosa và môi trường biển là những nội dung sẽ được các đại biểu chú trọng quan tâm. Đặc biệt, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh trả lời phóng viên trong nước cho biết ông sẽ tập trung vào việc công ty này đã sửa chữa, khắc phục các lỗi vi phạm xong chưa. Bên cạnh đó, vấn đề căn bản nhất và quan trọng hơn, theo ông là môi trường biển đã khôi phục được chưa hay khôi phục được bao nhiêu, sau đó là vấn đề bồi thường cho ngư dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, qua những bài tường thuật khá chi tiết của báo chí trong nước về các câu hỏi của đại biểu Quốc hội và phần trả lời của các bộ trưởng, phó thủ tướng trong 3 ngày qua, có thể thấy rằng vấn đề Formosa và ô nhiễm biển miền Trung chưa được quan tâm như dự báo của các đại biểu Quốc hội. Chúng tôi đặt vấn đề này với luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội. Ông đồng tình với sự việc rất ít đại biểu Quốc hội đề cập một cách trực tiếp vấn nạn Formosa. Và theo ông, nguyên nhân là do Formosa không phải là một chủ đề chính và duy nhất trong rất nhiều vấn đề đã được đặt ra. Vấn đề Formosa cũng có một số đại biểu Quốc hội được đưa ra đặt vấn đề. Trong đó có một câu hỏi chất vấn cũng đơn giản thôi. Sự an toàn đối với các loài sinh vật biển mà ở đáy biển chưa được an toàn. Nhưng mà sau đó thì câu trả lời thì cũng không có vấn đề gì. Còn cái chuyện bồi thường thì cũng đang tiến hành bồi thường. Người ta đang có quy định là bồi thường đến ngày 30 tháng 6 để kết thúc đợt bồi thường đợt này. Trong suốt 3 ngày làm việc của phiên chất vấn, theo quan sát từ những chương trình trực tuyến của Quốc hội, chúng tôi ghi nhận chỉ có một đại biểu là ông Đào Thanh Hải, đại biểu thành phố Hà Nội đặt câu hỏi với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vào chiều ngày 15 tháng 6. Là vụ việc công ty Formosa gây ô nhiễm trong biển khu vực miền Trung đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước và gây bất ổn an ninh trật tự tại khu vực miền Trung trong thời gian vừa qua. Hiện nay nhiều cử tri vẫn đang rất băn khoăn về mức độ ô nhiễm của môi trường của biển miền Trung. Xin đề nghị đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết môi trường biển ở các tỉnh miền Trung đã được phục hồi hoàn toàn hay chưa? Và nếu như biển miền Trung đã sạch thì tại sao Chính phủ lại khuyến cáo người dân không đánh bắt cá ở tầng đáy? Và hiện nay cử tri đang rất quan ngại việc nhà máy Formosa sắp tới sẽ đưa vào vận hành. Liệu khi nhà máy Formosa vận hành thì có đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi trường biển miền Trung hay không? Và đề nghị đồng chí cho biết Chính phủ sẽ có biện pháp giải pháp cụ thể gì trong việc kiểm soát không để tái diễn sự cố ô nhiễm môi trường như đã xảy ra với nhà máy Formosa. Theo luật sư Trần Quốc Thuận, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã không trả lời trực tiếp câu hỏi liên quan đến Formosa. Do đó, một lần nữa ông khẳng định Formosa không phải là một chủ đề. Được xem như là vấn đề đã được tạm gác sang một bên, chuyển sang vận hành của nhà máy và người ta đang bồi thường. Luật sư Trần Quốc Thuận có chia sẻ thêm một ý kiến mà ông cho rằng là lý do Formosa đã không được đưa ra giải trình một cách thẳng thắn trong kỳ họp Quốc hội kỳ này. Vấn đề nói một cách khách quan là Formosa đó là trong cái kỳ họp trước thì cũng có đặt ra, nhưng này thì sau khi kiểm tra thì thấy nó cái chất độc đó là cơ bản là nó được đã giảm hẳn đi và cá biển vẫn sinh hoạt tắm biển vẫn bình thường, mọi thứ hoạt động bình thường. Vấn đề còn lại chỉ là hai vấn đề lớn, vấn đề là theo dõi coi cái Formosa nó có tái gây ô nhiễm hay không. Nếu mà nó tái gây ô nhiễm thì như Thủ tướng Nguyễn Phúc đã nói thì sẽ đóng cửa ngay. Vừa qua thì có nổ máy, nhưng cái máy bị nổ vì nó vì kỹ thuật thường, không ảnh hưởng gì đến môi trường. Còn vấn đề hiện đang diễn ra là vấn đề bồi thường. Họ cũng đã bồi thường một số tiền cũng tương đối khá mà. Ngày 14 tháng 6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ra chỉ thị yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ kê khai, xác định và chi trả bồi thường thiệt hại, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới đây. Cũng theo Chính phủ, 7.000 tỷ đồng là số tiền đã tạm cấp để bồi thường cho nạn nhân Formosa 4 tỉnh miền Trung trong thời gian vừa qua, bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Tuy vậy, giáo sư Tương Lai, nguyên phó viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, không đồng ý và cho rằng tiến trình đền bù, bồi thường thiệt hại cho người dân vẫn còn nhiều điều bất cập, không minh bạch và không đúng quy trình. Cái việc nhận số tiền 500 triệu đô la bồi thường trong khi chưa điều tra thống kê đầy đủ các thiệt hại của người dân về vật chất, về tinh thần, về sức khỏe
cũng chưa điều tra thống kê các tổn thất về kinh tế và du lịch biển, cũng như các chi phí cho việc tẩy sạch môi trường, khôi phục sinh thái vùng đáy biển. Thì phải nói rằng đấy là một cái việc làm tùy tiện. Và bây giờ báo chí vẫn ra giả nói về phân phối cái số tiền này. Thời gian vừa qua, những ghi nhận từ người dân mà đài chúng tôi thu thập được cho thấy sự bồi thường thiệt hại cho người dân chưa thỏa đáng. Một phụ nữ tên Hiếu, sống ở xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, chia sẻ với phóng viên đài chúng tôi cho biết, từ khi xảy ra thảm họa ô nhiễm từ tháng 4 năm 2016 đến nay, gia đình của bà thua lỗ vì nuôi cá không được, bán không ai dám mua. Giờ đến vui cho được 6 tháng, em đợi ngay vì em mới đến mấy chục năm rồi, mà đến được 6 tháng đến mua hết trơn, ăn không đây. Phó giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Tắc An, nguyên viện trưởng Viện Hải Dương học Nha Trang, từng khẳng định việc ngừng xả thải để nâng cao thiết bị xử lý cũng không thể hoàn trả lại biển sạch cho môi trường. Tác động môi trường của ô nhiễm công nghiệp là nó mang tính tích lũy. Đấy, cũng như con người đã ăn những cái chất độc hại vào người rồi, thì dù không ăn nữa, thì chất độc hại này nó vẫn tiếp tục tác động. Đấy, trong môi trường nó cũng như vậy. Đây là gọi là cái tác động tích lũy. Dù Formosa có thải tiếp tục hay không thải tiếp tục, thì cái tác động mà đã thải ra rồi cũng rất lâu dài. Ông khẳng định để ngư dân trở lại ngư trường như trước đây là không thể và phải có thời gian. Giáo sư tương lai đồng ý với điều này khi cho rằng sự nguy hại đó không thể giải quyết trong một thời gian ngắn. Cái hậu quả và cái di chứng kéo dài ít nhất là hàng chục năm cho đến nửa thế kỷ nữa sẽ rất khó mà phục. Chính vì thế, vài ngày trước khi diễn ra phiên chất vấn, giáo sư tương lai có đặt câu hỏi rằng liệu có dám chất vấn điều này không? Vì theo ông, chất vấn điều này chính là tử huyệt của Nguyễn Phú Trọng và đảng cầm quyền. Sau 3 ngày diễn ra phiên chất vấn của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 14, câu hỏi của giáo sư tương lai đã có câu trả lời. Ban giao Việt Mỹ đậm hay nhạt, nóng hay nguội tùy thuộc vào thành tích nhân quyền của Việt Nam. Quan niệm này dường như không còn hợp thời khi tỷ phú Donald Trump trở thành chủ nhân của Tòa Bạch Ốc từ đầu năm nay. Với chính sách ngoại giao, nước Mỹ trên hết, Tổng thống Trump đã khiến những kỳ vọng về áp lực từ Mỹ giúp cải thiện nhân quyền Việt Nam bị mất điểm tựa. Tuy nhiên, vẫn còn những giải pháp khác. Theo ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, trong cuộc trao đổi với Trà My, VOA Việt ngữ, nhân chuyến vận động ở Quốc hội Mỹ ngày 15 tháng 6. They are declining. They are falling further and further down. And what we've seen recently is a change of tactics. Tình hình nhân quyền Việt Nam đang sa sút, càng ngày càng tụt dốc. Gần đây họ thay đổi chiến thuật. Vào năm 2012-2013, họ dùng các điều luật về an ninh quốc gia bắt bớ rất nhiều người, đưa hàng chục người ra tòa để tuyên những bản án dài hạn. Rồi họ nhận ra làm như vậy bị cộng đồng quốc tế điểm danh số tù nhân lương tâm, cho nên họ đổi cách. Càng ngày họ càng gia tăng dùng côn đồ tấn công những nhà hoạt động. Những kẻ tấn công không rõ danh tánh, đồng lõa hợp tác với công an trấn áp những người bất đồng chính kiến. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vào ngày 19 tháng 6 sẽ công bố bản phúc trình về thực trạng này tại Việt Nam. Ông nhận xét thế nào về nội dung bản phúc trình nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình Việt Nam vừa công bố hồi tháng 3? They do their reports, we do our reports. I would say that our view is that the situation is one where core issues of freedom of association. Họ có phúc trình của họ, chúng tôi có báo cáo của chúng tôi. Quan điểm của chúng tôi là các quyền cốt lõi của con người vẫn bị đe dọa tại Việt Nam, bao gồm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí, tự do lập hội. Người ta bị đánh vì đi biểu tình, bị bắt vì đòi quyền lợi đất đai hay vì kêu gọi môi trường sạch, chống lại Formosa. Làn sóng đàn áp vẫn tiếp diễn, nhà cầm quyền nhắm vào các nhóm người mà họ xem là có thể khuấy động công luận. Họ cho côn đồ sách nhiễu và mạnh hơn nữa, họ bắt bớ nếu họ xem đối tượng là những người có vai trò lãnh đạo hay khởi xướng. Giữa nhiều vấn đề gây quan ngại, vấn đề nào đáng ngại nhất khi nói về nhân quyền Việt Nam? I would say that the most troubling issue is the ongoing issues related to Đáng quan ngại nhất là vấn đề đang tiếp diễn liên quan đến các quyền dân sự và chính trị căn bản của công dân. Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam, nước đã ký Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, sẽ cho phép công dân thực thi quyền của họ. Trên thực tế hoàn toàn không thấy điều đó.
chỉ thấy đàn áp gia tăng trong rất nhiều hình thức khác nhau, từ nạn công an bạo hành, người thượng Tây Nguyên bị ngược đãi cho đến quyền của người lao động bị chà đạp. Chủ yếu là nhà cầm quyền Việt Nam cố tìm cách kiểm soát xã hội dân sự để không ai có thể thách thức quyền hành của họ. Họ xem các hoạt động cổ suý nhân quyền là một phần của chiến dịch chính trị hơn là bản chất thuần túy của nó, nghĩa là người ta chỉ lên tiếng bày tỏ quan điểm, bảo vệ cuộc sống và cộng đồng. Tổng thống Donald Trump chưa lên tiếng gì về chuyện nhân quyền. Ông nhận xét thế nào về tình hình nhân quyền Việt Nam kể từ khi ông Trump lên nhậm chức so với các thời trước? Well, I mean, we found it astonishing that the Prime Minister of Vietnam was invited to the White House and that chúng tôi kinh ngạc khi Thủ tướng Việt Nam được mời tới Tòa Bạch Ốc mà vấn đề nhân quyền chẳng được nhắc tới. Chính phủ Trump quay lưng với truyền thống mà cả hai đảng ở Mỹ đều tuân thủ lâu nay rằng cổ suý nhân quyền là một phần trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, rằng nhân quyền là một giá trị cốt lõi của Mỹ. Dường như chính quyền Trump không chia sẻ điều này. Đối với họ, mọi sự giao dịch chỉ là thương mại và an ninh. Dưới thời Obama, dù có chuyện dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam mà chúng tôi cho là còn quá sớm, nhưng nhân quyền còn được quan tâm. Chúng tôi không thấy điều đó với chính quyền Trump, khác biệt rõ ràng như đêm và ngày. Và điều đó khiến cho nhiều người nghi ngờ về một bức tranh nhân quyền tươi sáng tại Việt Nam trong thời gian tới. Ý kiến ông như thế nào? Tôi nghĩ các nước khác như châu Âu, Canada, Úc cũng phải đứng lên để điền khuyết vai trò mà Mỹ trước đây từng làm. Các nền dân chủ như Nhật, Hàn, những nước cung cấp hỗ trợ cho Việt Nam cũng cần phải giúp Việt Nam hiểu rõ là quản trị tốt phải có sự tham gia của người dân, có sự tôn trọng nhân quyền, không chỉ biết lắng nghe chỉ trích mà còn phải hiểu rằng chỉ trích đóng vai trò quan trọng trong xã hội, không được đàn áp. Ông dự đoán tình hình nhân quyền của Việt Nam sẽ ra sao trong 4 năm tới dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump? The Trump administration so far has never seen a dictator they didn't want to embrace. Cho tới nay không có chuyện chính quyền Trump không giao tiếp với một nhà độc tài. Tháng sau ông Trump sẽ tiếp nhà độc tài quân sự Thái, Thủ tướng Prayut tại đây. Cho nên trước mắt cần phải tìm cách truyền tải thông điệp nhân quyền tới chính quyền Trump, sao cho họ muốn có hành động. Điều này cũng cần sự tham gia của cộng đồng người Việt tại đây, đòi hỏi các đại biểu quốc hội nêu quan điểm với Tòa Bạch Ốc. Bất kể là nghị sĩ bên đảng nào, họ cần lên tiếng với chính quyền Trump rằng cần phải để ý tới nhân quyền Việt Nam, không thể ngó lơ, phải đưa lên bàn thảo luận. Tổ chức theo dõi nhân quyền có kế hoạch vận động cụ thể như thế nào cho nhân quyền Việt Nam trong năm nay, đặc biệt là trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump nhân thượng đỉnh APEC sắp tới? Well, I mean, I think we'll try to find a way to get Congress active on that. I think we'll try to focus on. Chúng tôi đang tìm cách để Quốc hội Mỹ hành động về vấn đề nhân quyền Việt Nam, để có được sự thúc đẩy nào đó đối với Tòa Bạch Ốc. Nhưng đừng quên, APEC không chỉ có Mỹ, còn nhiều nước khác tham dự nữa. Tổ chức theo dõi nhân quyền chúng tôi sẽ nói chuyện với nhiều nước. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy thế giới tiến triển bất chấp nước Mỹ chứ không phải bởi vì nước Mỹ. Nhân quyền không xuất phát hay kết thúc tại Washington. Có rất nhiều nước trên toàn cầu tin rằng nhân quyền là cốt lõi trong chính sách ngoại giao. Cho nên nếu chính quyền Trump không sẵn sàng làm điều đó, chúng tôi sẽ tìm những chính quyền khác sẵn lòng. Xin chân thành cảm ơn ông vì cuộc phỏng vấn này. Thêm một cái chết đầy nghi vấn trong lúc làm việc với công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang khiến dư luận xôn xao. Nguyên nhân tử vong được thông báo là do tự tử bằng dây thun quần. Tối ngày 16 tháng 6, chị Từ Thị Nhường, 39 tuổi, vợ của anh Ngô Chí Tâm, sinh năm 1977, nói với VOA rằng chị không thấy có lý do gì khiến chồng phải lên đồn công an tự vận. Sự việc, theo lời chị Nhường kể, bắt đầu từ lúc công an phường đến nhà tìm chồng chị vào chiều ngày 13 tháng 6. Lúc đó anh Tâm đang phụ vợ giặt quần áo sau khi đi làm về. Nghe con trai gì, ba ơi, cái cảnh sát gì kiếm ba đó. Chứ không phải anh đi lên, mới gặp anh công an phường đó. Rồi mới đi vô trong nhà lấy cái bộ đồ dơ buổi sáng đi làm về thay ra đó. Bận vô, đang đi xuống phường. Em mới thấy anh cầm quần em mới hỏi, ê, ông đi đâu vậy? Ông nói là tôi xuống phường có chút việc. Công an phường mời chị gọi chứ không mời, không có thư mời, chỉ có lên nói miệng thì thôi. Là ông xã em lấy xe nhà chạy xe theo xuống phường. Tại em làm mệt mỏi quá, em không nằm chờ anh gì ăn cơm mà chờ quá, em thấy em ngủ quên, nhịn đói ngủ, em nhịn đói chưa ăn cơm tại chờ mà. 2 giờ đêm có tự nhiên giật bắn không dậy, chứ thấy ông xã gì. Với trong lòng em thấy không là làm sao á. Tới 8 giờ sáng hôm sau, công an phường mới lên mời em là mấy mẹ má chồng em á, là mời chị xuống phường có chút việc. Rồi xuống dưới đó hỏi em ở gia đình á có làm gì anh buồn phiền này kia không,
mà anh thách cổ, anh lấy dây quần dợi dây dù đi trong cái lưng quần anh, nó rút ra thách cổ chết. Em mới nói là tôi nói thiệt với anh, hai vợ chồng tôi lấy nhau 20 mấy năm nay rồi, chưa bao giờ mà gây lộn á, đừng nói mà tới mức độ mà tôi làm cho anh thách cổ chết kiểu đó, chưa bao giờ giận nhau được một ngày nữa đó. Mà làm gì tôi có là gia đình anh, làm gì làm cho anh buồn, không có ai làm cho anh buồn cái điều gì hết mà anh tôi đó, nên cho tự giận chết từ đó, mà có tự giận nhưng đúng mẹ nhà tự giận mất gì xuống phường tự giận làm gì. Ngày 15 tháng 6, chị Nhường gửi đơn khiếu nại lên công an phường Tam Bình và thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng. Trong thư, chị Nhường nói, lúc gia đình đến thì xác chồng chị đã được đưa xuống bệnh viện An Bình, quận 5. Chị cho biết, trên thi thể chồng chị, hai mắt có tụ máu, mặt mày sưng. Chị nói với VOA. Tại sao hôm nay sau trong bệnh viện không đưa cho người nhà biết trước, tại sao không mời điện nhà tôi ngay lúc đó để tôi xuống bệnh viện nhìn chồng mặt chồng tôi lần cuối, để lúc tết đưa nhà xác nó lên nhà tôi mời xuống là nhận xác chồng tôi về là sao? Chị Nhường cho biết vợ chồng chị có 3 đứa con và anh Tâm là trụ cột tài chính trong gia đình. Cái chết bất ngờ của anh khiến chị rất sốc và đau xót. Cũng trong ngày 16 tháng 6, lãnh đạo công an phường Tam Bình cho báo Thanh Niên biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên công an quận Thủ Đức và công an thành phố Hồ Chí Minh. Những năm gần đây, Việt Nam bị nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế lên án về những cái chết bất thường xảy ra trong lúc đang bị tạm giam hay bị mời làm việc với công an. Theo báo cáo chính thức của Bộ Công an, trong vòng 3 năm, từ năm 2012 đến 2014, tại Việt Nam có 226 trường hợp chết trong trại tạm giam hay nhà giam giữ. Tháng trước, trường hợp của anh Nguyễn Hữu Tấn tự sát bằng cách tự cắt cổ theo lời của công an trong lúc bị tạm giam tại đồn công an ở Vĩnh Long đã được đưa đến điều trần tại Quốc hội Mỹ. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nhân quyền Việt Nam hồi tháng 3 nhận định, trong hầu hết các trường hợp chết bất thường trong lúc bị tạm giam, chính quyền cung cấp rất ít thông tin về cuộc điều tra và thường đưa ra kết luận chết vì tự sát hay bệnh lý. Tòa án tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận cho hai luật sư bào chữa cho blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Trong khi đó, hai luật sư khác đang chờ giấy chứng nhận bào chữa. Từ Hà Nội, luật sư Nguyễn Hà Luân xác nhận với VOA Việt ngữ rằng ông và luật sư Lê Văn Luân thuộc văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long đã nhận được giấy chứng nhận bào chữa hôm 12 tháng 6. Luật sư Luân cho biết Như Quỳnh chính thức bị truy tố về 3 hành vi theo khoản 1 điều 88 Bộ luật hình sự, gồm tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền, tuyên truyền phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, làm ra tàng trữ lưu hành tài liệu có nội dung chống nhà nước. Khung phạt của điều khoản này từ 3 tới 12 năm tù giam. Hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm được thụ lý ngày 1 tháng 6 năm nay, tức thời gian điều tra đã hơn 7 tháng kể từ ngày blogger Mẹ Nấm bị bắt hôm 10 tháng 10 năm ngoái. Từ đó tới nay, cả luật sư và gia đình đều không được tiếp xúc với Mẹ Nấm. Luật sư Võ An Đôn và Nguyễn Khả Thành nhận được thư mời bào chữa của Như Quỳnh nhưng chưa biết có được cấp giấy chứng nhận từ tòa hay không. Blogger Mẹ Nấm là nhà tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận và vì tiến bộ xã hội, được biết tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Cô được tổ chức Civil Rights Defenders của Thụy Điển trao giải Người Bảo vệ Nhân quyền 2015. Và tháng 3 năm nay, cô được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ vinh danh Giải Phụ nữ Quốc tế Can đảm 2017. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó đã lên tiếng chỉ trích rằng trao giải cho một người bị điều tra vì vi phạm luật pháp Việt Nam là không phù hợp, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Tại buổi lễ vinh danh Phụ nữ Can đảm Thế giới hôm 29 tháng 3, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas A. Shannon đã xướng danh blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Ông nói bà Quỳnh không thể có mặt trong buổi lễ vì bà đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm. Thứ trưởng Shannon nói, ngày hôm nay, bà Quỳnh không thể có mặt bên cạnh những phụ nữ can đảm khác trong buổi lễ này. Chúng tôi ngưỡng mộ bà vì đã không im lặng, vì đã đứng lên bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Chúng tôi vinh danh Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vì đã quyết tâm vạch trần tham nhũng, bất công và dám đứng lên góp tiếng nói của mình để bảo vệ quyền và tự do của người dân. Khi ông phát biểu đến đây, cả khán phòng cùng đứng dậy để vinh danh nữ blogger đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm về tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 88 của Bộ luật hình sự Việt Nam. Trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết như sau: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một blogger và là một nhà hoạt động xã hội. Từ năm 2006, bà đã viết nhiều bài về các vấn đề môi trường và nhân quyền ở Việt Nam. Bà đưa ra các luận cứ dựa trên nguyên tắc quốc tế để truyền cảm hứng cho sự thay đổi và minh bạch. Bà Quỳnh là đồng sáng lập mạng lưới Blogger Việt Nam,
một hiệp hội các nhà báo độc lập với mục đích khuyến khích các thành viên bảo vệ quyền con người và sự tự do ngôn luận khỏi những hạn chế và kiểm duyệt. Bà bị bắt vào ngày 10 tháng 10 năm 2016 với tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước và từ đó đến nay gia đình, luật sư không được phép tiếp xúc với bà. Tham gia sự kiện trao giải này còn có đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người phụ nữ thứ hai của Việt Nam nhận được giải thưởng Phụ nữ Can đảm Thế giới từ năm 2007. Năm 2013, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao giải Phụ nữ Can đảm Thế giới cho tù nhân lương tâm nhà báo độc lập Tạ Phong Thần. Trong số các phụ nữ khác được Bộ Ngoại giao Mỹ vinh danh hôm 29 tháng 3, còn có các phụ nữ đến từ Botswana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Niger, Papua New Guinea, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq, Yemen, Sri Lanka, Bangladesh, Colombia và Peru. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 29 tháng 3 tôn vinh sự dũng cảm của blogger Mẹ Nấm với giải thưởng mà Việt Nam từng nói là sai trái, nhưng lại được giới hoạt động người Việt, nhất là nữ giới, coi là một sự động viên tinh thần. Nhà hoạt động xã hội với tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện bị giam giữ ở trong nước, được trao vắng mặt giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm tại một buổi lễ với sự tham gia của đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump. Người phụ nữ có hai con nhỏ ở thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, được Mỹ công nhận sự dũng cảm vì nêu lên các vấn đề xã hội dân sự, truyền cảm hứng dẫn tới sự thay đổi ôn hòa, kêu gọi sự minh bạch hơn trong chính phủ và quyền cơ bản của con người, cũng như là một tiếng nói đại diện cho quyền tự do biểu đạt. Bà Quỳnh được vinh danh gần 6 tháng sau khi bà bị khởi tố và bắt giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, một tội danh mà chính phủ Mỹ và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích. 4 năm trước, blogger Tạ Phong Tần cũng được Bộ Ngoại giao Mỹ tôn vinh vì sự dấn thân cho các hoạt động xã hội, trong khi đang thụ án tù cũng vì tội tuyên truyền chống nhà nước vào năm 2013. Trả lời VOA Việt ngữ tại California, nơi cư trú hiện thời của bà sau khi được trả tự do năm 2015, bà Tần nói bà từng cảm thấy hãnh diện. Đấy là một cái sự động viên tinh thần vô cùng to lớn, vì mình biết rằng cái sự đấu tranh của mình không đơn độc. Mình không đơn độc trong thế giới văn minh. Ở trong nhà tù thì đương nhiên là mình đơn độc giữa bầy sói cộng sản, nhưng mà đối với thế giới bên ngoài mình không đơn độc. Mình vẫn được mọi người quan tâm đến mình, và cả thế giới văn minh quan tâm đến mình. Về giải thưởng mà Mỹ còn trao cho nhiều nhà hoạt động nữ khác trên khắp thế giới, blogger từng là công an Việt Nam cho rằng bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có lẽ cũng nghĩ như bà. Tuy nhiên, bà Tần nói thêm, chúng tôi không ai muốn dấn thân đấu tranh. Là những người phụ nữ, chúng tôi vẫn muốn một cuộc sống bình yên như tất cả mọi người. Nhưng cái tình thế nó bắt buộc phải như thế. Nếu Việt Nam có các quyền cơ bản, thì đâu cần ai đấu tranh để mà có cái giải thưởng. Tới tối ngày 29 tháng 3, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản ứng về việc Mỹ trao giải cho bà Quỳnh. Nhưng trước đây, khi bà Tạ Phong Tần được vinh danh, Hà Nội từng nói rằng đây là việc làm sai trái, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Khi ấy, báo chí trong nước cũng đồng loạt chỉ trích Washington, và bà Tần nói với VOA tiếng Việt rằng bà biết tin mình đoạt giải cũng nhờ một bài báo lên án hành động của Mỹ trên tờ Nhân dân. Tin về giải thưởng dành cho bà Quỳnh được cả đại sứ Mỹ ở Hà Nội lẫn Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh loan đi trên Facebook của hai nhà ngoại giao này sáng 29 tháng 3 giờ địa phương, thu hút hàng nghìn lượt like, thích và hàng trăm comment bình luận trái chiều. Từ Sài Gòn, nhà hoạt động xã hội Bùi Thị Minh Hằng nhận xét về giải thưởng dành cho phụ nữ quốc tế can đảm dành cho một người phụ nữ Việt. Tôi cho rằng đây là một cái sự nhìn nhận và động viên rất là kịp thời. Tình trạng mà chị Như Quỳnh hay là bất cứ một người nào trong cái xã hội Việt Nam khi mà lên tiếng nói đấu tranh thì cái sự can đảm nó đều như nhau cả. Thì tôi thấy là bên cạnh đó như là chị Trần Thị Thúy Nga hiện nay cũng đang bị giam cầm mà chưa hề có bản án. Thì tôi cho rằng là mỗi người một cách, như tất cả những con người mà dám đứng lên đấu tranh, dám đứng lên tiếng nói sự thật ở trong một cái chế độ tà quyền như thế này thì họ đều là những con người dũng cảm. Người phụ nữ trực ngôn mới ra tù hồi tháng 2 vừa qua nói tiếp, bình thường một người nam giới đi hoạt động nó đã vô cùng khó khăn, nhưng mà đối với nữ giới chúng tôi, nhất là tình trạng chị em có con nhỏ, thì đấy quả là khó khăn vô cùng lớn. Và phải có ý chí quật cường như thế nào thì những người phụ nữ đó mới có thể làm những công việc của mình trong suốt một thời gian dài được. Trong khi báo chí trong nước im tiếng về giải thưởng mà bà Quỳnh được Bộ Ngoại giao Mỹ trao, một số người Việt đã lên trang Facebook của đại sứ Ted Osius và Tổng lãnh sự Mary Tanoka để bình luận. Một Facebooker tên Do Thanh Lam viết rằng giải thưởng là sự ghi nhận cho mẹ nấm. Trong khi đó, một người khác tên Khai Minh Trang nói nó mang mùi chính trị.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của mẹ Nấm, hiện phải chăm sóc cho hai đứa cháu ngoại và là người phải thăm nuôi con gái trong trại tạm giam, cũng như suốt bao năm qua từng một số lần phải đi đòi con khi bị công an sách nhiễu, bị buộc đi làm việc qua hình thức mà nhiều người thừa nhận là bắt cóc. Bà Tuyết Lan nói rõ quan điểm của bản thân bà đối với những hoạt động của con gái trong thời gian qua. Giúp đỡ người khác là bổn phận. Nếu mình làm ở một cái xã hội dân chủ tự do chuyển lên một cái chuyện bình thường, nhưng mà con tôi làm những cái việc bình thường ở xã hội bất bình thường và cái giá phải trả là tù đầy ạ. Những người từng hoạt động cùng blogger mẹ Nấm đều thừa nhận về những đóng góp của cô cho phong trào đấu tranh chung, như thừa nhận của anh Dương Đại Triều Lâm. Tôi đánh giá rằng những cái việc làm của blogger mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tác động rất là lớn, và đó là một trong những cái động lực cũng như là một trong những người đã khơi dậy trong cái cá nhân tôi cái việc mà tôi lên tiếng cho các cái vấn đề về tự do, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Cựu tù chính trị Phạm Thanh Nghiên trình bày lại một số hoạt động đáng chú ý của blogger mẹ Nấm. Thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có thể nói rằng là một trong những blogger mạnh mẽ cho cái vấn đề bảo vệ môi trường và phản đối công ty Formosa xả thải ra gây cái thảm họa môi trường Việt Nam. Cô Trịnh Kim Tiến, con của một nạn nhân bị công an đánh chết và từ đó tham gia công tác xã hội, cũng có nhận xét về blogger mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chị Quỳnh đã từng nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc cũng như là viết bài về những cái nguy cơ tiềm ẩn của việc mà Trung Quốc đang lăm le vào đất nước mình. Ngoài ra thì chị Quỳnh còn tham gia rất là nhiều hoạt động dân sinh khác liên quan đến môi trường. Đây cũng là có thể là một lý do chính mà khiến chị bị bắt. Nhà hoạt động Dương Đại Triều Lâm nói rõ biện pháp bắt giữ blogger mẹ Nấm do lực lượng chức năng tiến hành Việt Nam xuất phát từ nỗi lo sợ của Hà Nội trước những tiếng nói công khai về các vấn đề hiện nay của đất nước. Mặc dù trước đó có rất là nhiều lần chính quyền đã đe dọa bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà blogger mẹ Nấm đã không chịu im lặng và những gì mà chị lên tiếng đã được sự hưởng ứng cũng như là tác động rất là lớn đến suy nghĩ của tầng lớp trẻ cũng như là nhiều cái tầng lớp khác ở trong Việt Nam, và đã khơi dậy một cái làn sóng đấu tranh rất là mạnh mẽ ở Việt Nam trong những năm gần đây, và điều đó đã làm cho chính quyền cảm thấy rằng là họ rất là lo ngại. Xin được nhắc lại, vào ngày 10 tháng 10 năm ngoái, blogger mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa bắt sau khi cô cùng mẹ của Facebooker Nguyễn Hữu Quốc Duy đang thụ án tù tại trại Sông Lô, tỉnh Khánh Hòa đến đòi quyền được thăm nuôi tù nhân lương tâm này. Cơ quan chức năng đưa lệnh bắt blogger mẹ Nấm với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Lần đầu tiên cô bị bắt 10 ngày để thẩm vấn là vào tháng 9 năm 2009, khi đưa ra những áo thun có in dòng chữ phản đối Trung Quốc xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, cũng như phản đối dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên hủy hoại môi trường. Cô từng bị lực lượng công an và an ninh bắt giữ và làm việc nhiều lần, như vào tháng 5 năm 2013, sau khi cô phát bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và bóng bay ghi dòng chữ quyền của con người phải được tôn trọng. Nhóm của cô cũng bị tạm giữ vào tháng 4 năm 2014, trước khi có thể thực hiện cuộc thảo luận với chủ đề Công ước chống tra tấn và vấn nạn công dân chết trong đồn công an. Trong năm 2015-2016, blogger mẹ Nấm tham gia một số cuộc biểu tình và cũng bị bắt, bị đánh, như trong các cuộc biểu tình đòi tự do cho các tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Ngọc Già và phản đối Formosa gây thảm họa môi trường cá chết. Cô từng bị ngăn chặn không cho rời khỏi Nha Trang trong một số dịp. Cô bị ngăn không cho xuất cảnh vào giữa tháng 12 năm 2013. Dù bị ngăn chặn trong nước như thế, nhưng hoạt động của blogger mẹ Nấm được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận. Đó là Human Rights Watch trao cho cô giải thưởng Helmut Hamet năm 2010. Đến năm 2015, cô nhận được giải thưởng Người bảo vệ quyền dân sự của tổ chức Civil Rights Defenders. Dù được các tổ chức trao giải, nhưng cô không thể đi nhận vì tương tự như nhiều các nhà hoạt động xã hội khác tại Việt Nam, cơ quan chức năng Hà Nội không cho họ rời khỏi nước. Thưa quý vị, ngay sau lần Hà Nội bắt giam blogger mẹ Nấm vào đầu tháng 10 năm ngoái, nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền và cơ quan ngoại giao các nước lên tiếng thúc giục chính quyền Việt Nam trả tự do ngay cho nhà đấu tranh này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Katina Adams, ngay sau khi blogger mẹ Nấm bị bắt một ngày vào ngày 11 tháng 10 năm ngoái nêu rõ,
xu hướng bắt bớ và tuyên án các nhà hoạt động ôn hòa gần đây là rất đáng quan ngại và gây hại khỏa lấp tiến triển về nhân quyền tại Việt Nam. Với Giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm năm nay, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thần mẫu của blogger Mẹ Nấm, vào chiều ngày 29 tháng 3 cho Đài Á Châu Tự Do biết cảm nghĩ của bà. Tôi nghe cái tin này là tôi nghe từ sáng, nhưng mà tôi rất là dè dặt bởi vì tôi không biết có phải là sự thật hay không. Cho nên tôi dè dặt, nhưng mà khi tôi đọc được cái link của Amtech Oceos ở trên Facebook thì tôi cũng như mọi người là chắc chắn là không kìm được cái cảm xúc, bởi vì mình thấy cái đó là một cái vinh dự cho gia đình mình. Và trong lòng tôi không đè nén được cái nỗi cảm xúc là thương con vô bờ bến. Bởi vì cái con đường con tôi nó đi thiệt là gian nan, nó chịu nhiều rất là nhiều đắng cay, khổ nhục mà không thể kể bằng lời được ạ. Giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm ra đời vào năm 2007. Từ đó đến nay, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh hơn 100 phụ nữ dũng cảm của hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson gần đây nhấn mạnh rằng nhân quyền có vai trò thiết yếu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Lưu ý rằng các giá trị của chúng ta chính là các lợi ích của chúng ta khi nói đến nhân quyền. Để hỗ trợ cho lợi ích này, Quốc hội chỉ thị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hàng năm báo cáo về tình hình nhân quyền ở các quốc gia khắp thế giới. Những báo cáo này nêu bật cam kết của Hoa Kỳ đối với việc bảo đảm tự do, dân chủ và nhân quyền cho tất cả mọi cá nhân trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. Mặc dù đã có một số tiến bộ trong những năm gần đây, song vẫn có những lo ngại nghiêm trọng về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Báo cáo nhân quyền về Việt Nam mới công bố hồi gần đây nêu bật những thách thức vẫn tiếp diễn này. Trong số những thách thức này, có những hạn chế mà chính phủ Việt Nam vẫn áp đặt lên các quyền chính trị và quyền tự do căn bản như tụ tập, lập hội và biểu đạt của người dân, trong khi hàng triệu người Việt Nam vẫn truy cập được Internet và các trang mạng xã hội. Chính phủ vẫn tiếp tục thi hành nhiều hình thức kiểm soát truy cập Internet. Trong năm 2016, đã có sự gia tăng đáng kể những vụ kết án các nhà hoạt động vì đã bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa. Ngoài ra, còn có sự bảo vệ không đầy đủ quyền của người dân được đối xử theo đúng trình tự pháp lý, bao gồm sự bảo vệ chống lại việc giam giữ tùy tiện. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu bật những vấn đề về sự độc lập tư pháp và sự minh bạch, và nêu cụ thể một số trường hợp trong năm qua mà công dân Việt Nam bị từ chối quyền được xét xử công bằng và nhanh chóng. Chính phủ Việt Nam cũng tiếp tục hạn chế xã hội dân sự bằng những cách khác, bao gồm kiểm duyệt báo chí và hạn chế hoạt động của các tổ chức phi chính phủ. Điều quan trọng là chính phủ Việt Nam tăng cường những biện pháp bảo vệ nhân quyền, quyền tự do tôn giáo và nền pháp trị. Làm như vậy sẽ thúc đẩy nền kinh tế của Việt Nam, giúp người dân của Việt Nam đạt được tiềm năng trọn vẹn và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác song phương sâu sắc hơn với Hoa Kỳ.